Cảnh báo, đây là video chơi game, mục đích mang tính giải trí và yêu cầu người xem không thực hiện bất kỳ hành động nào trên video này. Hơi khó nha, cái này điều khiển hơi khó nha. Ok. To infinity and beyond. Rồi, tiến tới, let's go. Anh ơi, ê, lộn chỗ rồi. Hiện tại mình mới vừa lập một cái fanpage mới để dành cho những bạn theo dõi mình qua Facebook cũng như là xem hình ảnh và xem những cái video hàng ngày của mình trên Facebook thì mình sẽ để ở đây. Thì các bạn nhớ vào theo dõi cũng như là like cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi. Hold up. Xin chào mọi người, mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta có một cái tựa game rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó chính là Bố ơi mình đi đâu thế. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho kênh của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lâu lâu vô coi lại coi trong cái tab cộng đồng có cái game gì chơi không, rồi có cái game gì tôi chưa chơi không. Hình như là còn hơi nhiều đấy, cái gì mà Sin City rồi tùm lum này qua trang hai thử coi. Tôi đang tìm một cái tựa game mà không ai tạo ra nhiều game. Để coi cái game nào mà vừa dễ vừa khó chơi nha. Mình nói cái điền điệp gì vậy, vừa dễ vừa khó chơi. Ok, để mình chơi thử cái game này nha. Cái game này tên là Easy, coi nó có dễ không. Mình đang đau về. Ok, hôm nay tôi sẽ dắt thằng Tèo đi. Nani? Parker Tèo, ừ. Chơi được hơi bị nhiều nhân vật nha. Nhưng mà tôi sẽ chọn gọi là gì ta, cho ông bố đội, cho ông bố cặp sừng đi. Đấy. Ủa mới vô làm gì ở đâu vậy? Wait what? Hả? Mới vô mày kêu tao lên trển nữa. Sao tao lên? Mày bị điên à? Ở dưới này có cái gì đấy? Ủa mày tạo game kiểu gì vậy? Hả, cái thằng người chơi kia. Đi lên đây, không sao. Cặp sừng của bố sẽ gọi là gì ta? Chống cho con. Ok, nhiệm vụ của chúng ta là lên trển. Hào tu lên trển. Dưới cùng kìa bà nội ơi. Thôi xong, ủi vô mẹ nhà người ta luôn rồi. Ok, tôi biết đi rồi. Tránh ra cho cha con tôi đi. Cha con tôi sắp đi thi gì ta? Vượt lên chính mình. Cuộc phiêu lưu của hai cha con. Ok. Sao tụi mình đi chậm vậy con? Sao mình đi chậm vậy bố mới đúng? Tao đạp thấy mệt luôn, còn mày hỏi câu đó. Đất ơi, tao lâu rồi, dịch giả tới nơi mấy tháng trời. Tao có được đạp xe đạp đâu. Thể lực yếu đi. Ủa vậy thôi à? Ui what? Xong game hả? Ui. Hả? Xong game rồi. Trời đất. Ok, tôi sẽ tìm game khác để chơi. Trời ơi, cái game gì đâu mà nó cười ẻ luôn mọi người. Cái này leo bậc thang mọi người, chơi thử. Hình như là game này mình đau rồi, hình như là mình chơi rồi, nhưng mà thôi, không sao đâu mọi người. Các bạn hay bình luận kênh mình là game này anh chơi rồi thì chơi lại có sao đâu. Cho những ai mà mới vô trên nội hay là mới biết, chắc là lần này tôi chơi cả gia đình lên. Trời đất ơi, vui. Game này hay nha. Oh shit. Bạn ơi. Bảo hiểm xe hơi bị mắc đấy. Oh no. Tao đi lại đi. Biết rồi. Ủa cái gì mà mới gì vô rồi? Cái gì vậy? Ơi. Wait what? Lại. Cái này là gia đình đi chơi dã ngoại. Ok, thằng nhóc nó bay cái nón rồi kìa. Lên, tốc độ đang giảm, đúng rồi, lên tới đỉnh ơi, let's go. Xong, cả gia đình lên thiên đàng. Ui, từ từ, dẫn đi được, không sao, thằng con nó hy sinh rồi, không sao, dẫn đi được. Ui, lạng lách là nghề của bố. Mẹ con đi. Ôi, game này nó hơi bị xào trẻ các kiểu. Ok. Rồi, ok, chúng ta tìm thêm một cái game mới để chơi nha. Game gì đây? Sao nó không hiện cái map sao tôi biết? Trời đất ơi. 6 and a half hours later. Đây. Lựa ông bố hợp lý hơn, đúng không? Thằng con nó bám chắc vô nha Tèo.
Má lần này căng lắm ấy. Ây da. Ủa tôi nhớ có cái nút nào nó chạy lẹ mà ta. Ủa không có gì, chỉ có vậy à. À đè ship để chạy lẹ. Ok không sao, không sao, không sao. Bố lo được, bố lo được. Ông lớn vậy đầu mà ông còn bị chết banh nó đẩy nữa. À màu vàng là level bình thường. Ui quá được rồi, không sao. Thằng con đi rồi không sao. Ui nó đang bắn tôi. Được nha, được nha. Ok. Ôi, hình như nó có 3 level á mọi người, để mình chơi lại thử coi. Play chơi lại. Tại vì nó có level xanh thì là hình như là dễ nhất rồi nè. Ừ, level xanh này kiểu nó không có bắn được mình nè. Thờ, level đỏ mới khó. Are you sure about that? Không, tôi mới vừa nói nhầm á. Chết mẹ rồi, thằng con mất cái chân rồi. Vậy là mỗi màn đều có cái khó hơn. Ok, để mình đi thử cái màu đỏ nha. Nó nói cái màu đỏ là cái dễ nhất. Tôi cảm thấy không dễ tí nào. Không dễ tí nào bà con. Màu đỏ nó không dễ tí nào. Để đi lại coi. Đâu, đó coi. Không hề dễ. Khó vai bèo anh em à. Tại vì cái này nó chưa có tối ưu á, mấy quả banh nó còn ấy. Nope. Tao không thấy dễ đâu, tao chuyển game đây. Trời đất ơi, tao chuyển game đây. Trời ơi, nó không dễ tí nào cả. Rồi thôi, chúng ta thắng được cái màn màu vàng là được rồi. A few moments later. Màn này chúng ta sẽ sâu. Âm thanh gì mà nó ồn ào quá vậy. Ok, lại nè. Màn này lót hơi ấy á mọi người. Ok. Ui, hey, no. Mỗi lần reset nó lắc máy lắm mọi người. Hơi khó nha, cái này điều khiển hơi khó nha. Ok. Rồi, tiến tới, let's go. Anh ơi, ê, lộn chỗ rồi. Thôi, game này khó quá. Đổi nhân vật. Nhân vật này khó quá. Không. À, đổi nhân vật. Mình đi thử thanh niên đi dán trượt coi. Đây. Ở đẹp trai đúng không? Thanh niên trai tráng là phải mọc cái sừng á chứ. Nhìn là biết ăn à, mới bị bạn gái chia tay nè. Đó chưa? Làm quả sừng nè. Ok, tôi sẽ đâm vào đây. À, chỗ này không khả thi lắm. Bọc đường vòng đi. Eto. Uầy, có mấy thanh niên. Cái gì lấy súng đạn gì tùm lum vậy? Win easy. Ok. Chúng ta sẽ chơi một game mới nữa, chơi tầm 3-4 game nữa đi. Nhiều game vui quá. One eternity later. Lần này tôi sẽ chọn ông đi tổng mập đi. Uầy, ông mập chất lượng nè mọi người. Ê đi hơi lố. Gớt cái cây bóng chày. Ha. Ô quả mìn. Ok hiểu rồi. Ui. Lách. Ui có mấy quả banh. No, đừng bắt ông mập, đừng đánh ông mập, đừng đập ông mập. Ông mập rất là dễ thương. Ui, xe tao là xe làm bằng máy nha mày. Nó không có tông tao được đâu. Ui. Ủa cái gì vậy? Ủa cái đó không phải là cái chỗ để lên à? Game là dễ Majusta. Ok. Chắc là thêm một game cuối nha. Ok. Ok, chúng ta sẽ chơi một cái game cuối cùng. Cúng cùng game cuối. Ok, chắc chơi ba người này đi. Gia đình mình đi dã ngoại, lên con. Lại. Ok, được. Anh em lên. Tại sao mày lại bỏ cú? Đừng bỏ cú. Đừng bỏ cú. Ây da. Hashiba. Lần này mượt. Tại sao nó lại ghẻ qua một cái vậy nhờ? Ok. Ô
đâu. Nope. Sắp tới rồi, con bà bay trời đời ơi. Sắp tới rồi. Sắp kỳ ta. À, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ê, tôi cảm giác là cái trò chơi này dành cho cả gia đình mình kiểu chơi. Cảm giác mạnh nó xoay vòng vòng vậy. Thôi nghỉ, ok. Vậy là video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, ủng hộ chương trình của mình. Mình thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Và hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.